Tôi Long xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình thì thông qua video ngày hôm nay, Top 5 có đưa ra đây hai mẫu xe. Một bên là dòng xe Exciter phiên bản 150 của năm 2023 với một màu sắc đen nhám, và một bên là một mẫu xe vừa ra mắt các bạn nha. Chiếc xe Yamaha Pizuan phiên bản mới nhất năm 2024, khối động cơ chỉ 115 phân khối mà thôi. Mình đưa ra đây không phải là để so sánh gửi đến bạn cùng tham khảo đâu, mà mình chỉ muốn nhấn mạnh một chút ở một số nội dung nên lựa chọn dòng xe nào mà thôi. Kết hợp với đó là báo giá cụ thể trong thời điểm cuối tháng 12 và chuẩn bị bước sang tháng 1 của năm 2024 rồi, chỉ còn một vài ngày nữa thôi các bạn nha. Với thiết kế khác biệt nhau hoàn toàn, một bên với phong cách dạng cà phê một chút, cổ điển và hiện đại, còn một bên là một thiết kế huyền thoại rồi, ăn sâu vào tâm trí khách hàng Việt Nam chúng ta với một thiết kế của dòng xe Exciter phiên bản 150. Đây các bạn có thể nhìn ngắm cho mình với tổng thể thiết kế của dòng xe Pizuan trước đã. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống phanh đĩa các bạn nha. Pizuan hiện tại thì tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống vành nan hoa. Mình thấy rằng cái vành nan hoa này là phù hợp cho tổng thể thiết kế của mẫu xe Yamaha Pizuan. Khối động cơ chỉ 115 phân khối thôi nên không thể đòi hỏi nó được quá nhiều, cho ra công suất vào khoảng tầm 9 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 9,5 Nm. Còn đối với thiết kế của dòng xe Exciter thì các bạn cũng đã theo dõi rất nhiều các video rồi. Công suất nó sẽ mạnh mẽ hơn lên tới 15,4 mã lực cơ, rồi mô men xoắn vào khoảng tầm 13,6 Nm. Thiết kế là hoàn toàn khác biệt, các bạn có thể nhìn một vòng xung quanh, tham khảo cho mình với hai mẫu xe này. Dù biết rằng đèn xi nhan cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau, sử dụng bóng halogen, kích thước thiết kế cũng khá có nhiều điểm tương đồng. Cả hai mẫu xe đều rất thiết kế thể thao các bạn nha, phù hợp với các bạn trẻ trong thời điểm hiện tại. Đây là một cái điểm nhấn quan trọng trên cả hai mẫu xe. Chắc chắn rằng Exciter nó sẽ được trang bị các cái phụ kiện, trang bị full option nhiều hơn. Đây là mặt đồng hồ của dòng xe Pizuan, các bạn có thể nhìn ngắm thêm. Các nút chức năng phím bấm trên xe thì gần như tương tự giống cả hai mẫu xe, và mức tiêu nhiên liệu là 1,69 lít trên 100 km với hệ thống phun xăng điện tử FE. Mức tiêu nhiên liệu này thì cũng là khá là tiết kiệm rồi. Còn dòng xe Exciter phiên bản 155, các bạn có thể nhìn trên màn hình, cũng chỉ được trang bị hệ thống chìa khóa thường thôi và mức tiêu nhiên liệu lên tới là 2 lít trên 100 km. 2 lít trên 100 km bạn nha. Mình sẽ mở phần yên xe ra để các bạn có thể nhìn ngắm một chút. Về vị trí yên xe trên cả hai mẫu xe thì phía trong là gần như không có cốp rồi. Với dòng xe Pizuan và dòng xe Exciter phiên bản 150 đều chỉ để hệ thống bình xăng dưới yên xe mà thôi. Đây các bạn có thể nhìn ngắm luôn. Gần như các bạn đâu đó có thể nhét cố thì được bộ quần áo mưa mỏng mỏng cho mẫu xe Yamaha Pizuan này. Còn lại thì với những bạn nào đã yêu thích những dòng xe thể thao rồi thì phải đánh đổi thôi. Các bạn có thể mua thêm những cái phụ kiện để đồ của các cái mẫu xe này nữa, để có thể có cho mình những cái hành trình dài hoàn toàn là ok. Các bạn có thể nhìn ngắm ngang xe trên phiên bản màu sắc đen nhám năm 2023 của dòng xe Exciter phiên bản 150 các bạn nha. Rất cụ thể và chi tiết. Như mình nói vào đầu video rồi, mình sẽ không phải làm video này là để so sánh mà là để lựa chọn thôi, bởi mức giá bán của cả hai mẫu xe cũng có sự chênh lệch khác nhau. Dù biết rằng cái phân khúc của từng mẫu xe nó sẽ có những cái đối tượng với những cái điều kiện sử dụng, điều kiện kinh tế khác nhau. Hiện tại trong thời điểm này thì mình xin phép được báo giá luôn để các bạn có thể tham khảo một cách chi tiết với hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình. Với dòng xe Exciter phiên bản 150 thì mức giá bán đang dao động trong khoảng tầm từ 43 cho tới 45 triệu, tức là vẫn đang ngang bằng mức giá bán đề xuất của hãng, không chênh lệch nhau quá nhiều các bạn nha. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình như vậy. Còn đối với dòng xe Yamaha Pizuan, nó sẽ có mức giá bán chung trong thời điểm hiện tại lên tới là 36 triệu, đang cao hơn so với mức giá bán đề xuất của hãng vào khoảng tầm 5 triệu đồng. Đây là một mức giá bán gần như là chung trên cả nước, bởi mình đã tham khảo rất nhiều đại lý rồi. Mức giá bán ở các đại lý khác ấy thậm chí còn cao hơn, có những nơi lên tới 38 đến 40 triệu cơ, bởi lượng hàng của nó đang khá là khan mà cái cung lại không đủ cầu. Rất nhiều người đang quan tâm tới dòng xe này, đặt hàng rất nhiều rồi. Có những bạn đặt hàng với mức giá bán 31, 32 triệu ấy thì phải đợi tới tháng 2 sang năm, thậm chí đến tháng 4 sang năm mới có hàng cơ. Nên ấy, các bạn nào muốn có cho mình một mẫu xe đi chơi Tết ngay ở thời điểm hiện tại
có thể bỏ ra thêm một chút tiền nữa để sở hữu luôn cho mình mẫu xe Yamaha Pizuan này. Với mức giá bán 36 triệu cũng đã bao gồm thuế về phần trăm 10% VAT rồi các bạn nha. Cam kết gửi đến bạn như vậy luôn. Với hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy, các bạn cứ đến đại lý đi, cứ nói top 5 giới thiệu, cam kết luôn sẽ được giảm giá bán của xe ít nhất là 500 mà nhiều có thể là 1 triệu. Đấy, mình có thể cam kết gửi đến các bạn như vậy. Cứ nói đến nói đại lý là top 5 giới thiệu khi mua những dòng xe này. Mình quay cận cảnh trực tiếp hai mẫu xe ở đây ấy, là tại đại lý Yamaha Mạnh Đạt 1 với địa chỉ cụ thể ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn. Rất dễ để có thể tìm tới thôi. Với những bạn nào ở thành phố Lai Châu hoặc các tỉnh lân cận ở thành phố Lai Châu mà muốn mua cho mình cái dòng xe Yamaha Pizuan hoặc dòng xe Exciter này, các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình các bạn nha. Hiện tại lượng hàng đang có gần như đầy đủ. Ngày hôm qua đã về 4 màu sắc thì đã có những người đặt hàng rồi. Cho những cái bạn mua mức giá bán vào khoảng tầm 31-32 triệu đặt hàng trước. Còn ngày hôm nay sẽ tiếp tục về các cái màu sắc khác nữa để tiếp tục phục vụ anh em trong thời điểm và gần đến Tết năm 2024, kể cả Tết Nguyên Đán và Tết âm lịch năm 2024. Về thiết kế thì với mỗi mẫu xe sẽ có những đối tượng khách hàng khác nhau, những nét cá tính khác nhau, thích độc, lạ và dị, rồi thích một trải nghiệm mới, một cái mẫu xe hoàn toàn mới thì các bạn có thể lựa chọn dòng xe Pizuan. Còn với những ai thích cái thiết kế gần như làm lên tên tuổi của Yamaha ở thị trường chúng ta ấy, cho dòng xe Exciter này thì các bạn có thể lựa chọn các bạn nha. Với mỗi mẫu xe thì nó sẽ có những cái trang bị điển hình tiên tiến hơn ở từng dòng xe. Đắt tiền hơn thì chắc chắn ấy, cái mức tiêu hao nhiên liệu cũng như các cái nội dung trang bị trên xe nó cũng sẽ phù hợp hơn đôi chút. Công suất nó sẽ mạnh mẽ hơn để trải nghiệm trên những cung đường khác nhau được ok hơn. Thế là mình có thể chia sẻ thêm một số những thông tin gửi đến các bạn cùng tham khảo. Để thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình, có nói với mình rằng ấy, là để so sánh, nhìn ngắm với các phiên bản khác, các mẫu xe khác của nhà Yamaha Motor Việt Nam. Các bạn cứ muốn mình quay cận cảnh so sánh dòng xe Pizuan với những mẫu xe nào, các bạn cứ để lại bình luận ở phần nhận xét các bạn nha. Mình sẽ cố gắng đáp ứng gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Kể cả dòng xe Jupiter, Jupiter Fin hay các mẫu xe khác nữa, mình sẽ có những video cụ thể để các bạn có thể theo dõi được chi tiết hơn và chính xác hơn. Quan tâm hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe hoặc thông qua số điện thoại của anh Mạnh 0983154222 sẽ được tư vấn cụ thể. Rồi, các giao đại của mình, nếu bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.